Bích Phượng kính chào quý vị. Hôm nay thứ Hai, ngày 22 tháng 6, 2020. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn gồm có hình ảnh sinh hoạt ngày quân lực tại Hoa Thịnh Đốn, tin cập nhật trưng cầu dân Ý để đưa Trung Cộng ra tòa án thế giới và bản tin phân tích thời sự Hoa Kỳ. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi hình ảnh kỷ niệm 55 năm ngày quân lực tại Kỳ Đài Thương mại Eden. Buổi lễ do Liên hội Cựu chính sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Thịnh Đốn tổ chức vào trưa thứ Sáu, 19 tháng 6 năm 2020.